Đây, xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Mai là cuối tuần rồi, thứ sáu mai tụi nó được nghỉ rồi nha. Đây hôm nay mình sẽ có một trò chơi. Đây. Trò chơi thứ nhất là gồm quả banh này. Có quả banh này mình sẽ đáp là từ cái mức mình sẽ quy định. Nó nói chung là nó phải bật một bật nha, một bật xong nó giăng vô xô. Đó, nó giăng vô xô, giăng vô xô nha. Yêu cầu mà phải giăng vô xô, quả banh nằm lại nha. Nếu mà giăng vô xô là sẽ được một đồng tiền xu. À, một đồng tiền xu này là trong đây mình có 12 đồng tiền xu này, tổng cộng 12 đồng tiền xu này, đây có 12 đồng tiền xu, 12 đồng tiền xu này nếu mà khi mà trò chơi kết thúc là khi mà 12 đồng xu này là hết không còn đồng nào nha, đó tổng cộng 12 đồng tiền xu này hết là được. Bên nào sẽ có nhiều đồng tiền xu hơn thì bên sẽ trở thành bên đó thắng. Cái phần quà thắng cuộc này bao gồm có là 10k không. Đây là phần quà đặc biệt mình sẽ để dành để công bố cuối cùng nha. Đó, đó sẽ bao gồm là trà sữa với lại bánh tráng trộn nha. Đó. Còn nếu mà không vô nha, vô được một đồng tiền xu, còn không vô là sẽ bị quẹt vào cái nhà đồ. À. Em thui mặt đây. Bây giờ trò chơi xin được phép bắt đầu nha. Bắt đầu. Ok. Bắn này. Đây này là thành phần đồ chơi nha. Bên này là phi lâm, phi lâm. Bên này có là linh đen, boy và cầm. Bây giờ là cái mức sẽ đây nha và cái xô sẽ đây. Đã làm sao để cho nó một tập nó giăng vô đây, giăng cái xô này. Đứng dưới đây. Còn đây là ba thành phần giám khảo của hôm nay. Đây, đây là cái nồi, cái này là quan trọng nhất nè. Bỏ ra. Đó. Đây là 12 đồng xu. Nếu mà thắng sẽ được lấy vô một trái sẽ lấy một đồng nha. Rồi. Cố lên chạy xuống một cây. Rồi. Bây giờ là hai đội trưởng hai bên ra tung đồng xu. Nào đâu nào đội trưởng. Rồi hai mày tung đồng xu đi. Để tung chưa? Rớt rồi. Rồi chọn bên đi. Chọn bên nào, bông lúa hay là biên chữ? Bên lại. Đây mày lấy chữ nha. Biết chữ, mày là biết chữ chơi trước, ai chơi trước? Rồi bắt đầu nha. Rồi bún ở đây, bún ở đây ngồi cạnh nhau rồi. Rồi đây kia một cạnh cho nhau rồi. Chỉ được một cái rồi, đây, đây. Thiện đứng coi bên camera. Nè Thiện, nè Thiện. Này là cái đen. Này là không xong rồi. Đáp từ từ thôi, phải căn làm sao đáp. Cái banh ngay đây này, cái banh nó bật cái đây này. Còn nó sẽ vô này. Thôi. Cầm cầm. Cầm cái đáp ghê lắm. Cắn được của hồ. Vô, cái này vô rồi. Vô, vô, chỉ là một đồng xu này. Rồi, một đồng xu. Nó cắn nhanh, nó cắn nhanh. Nó chơi biểu người. Gì? Nó chơi biểu người. Biểu người hả? Nó chơi về đây, nó cong lên không? Cho luôn, cho biểu người luôn. Banh đâu? Cho yếu người luôn. Một đội kia. Đội màu 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 đội kia.
một lượt mà không vô thì cái thùng sẽ được giải sát nha. Tại sao quá sao rồi? Ok rồi, cứ ngồi coi nha con. Rồi. Bây giờ nhân là lần cuối cùng cái này đúng không? Không, nhân là lần đầu tiên. Nếu mà nhân là lần đầu tiên mà khó quá thì rời sát vào đây nè. Rồi, cùng đi coi. Ok không sao đâu. Đứng lên đáp được. Chết rồi, hơi mạnh đó rồi. Căn sao nó ngay đây nè. Ôi, vô.
một đẩy thôi mà đẩy một đẩy thôi. Ok. Số đầu tiên của bên đội à. Được rồi, ok. Không được, phải nãy. Phải thay mặt luôn. Hey!
rồi. Không vào. Con không vô. Xếp hàng đi kìa. Không, để nhặt bao nhiêu đi, Đáp nhanh trời tối lắm rồi. Không được chạy, không được chui nha. Chui là thua đó. Xíu nữa mày ơi. Trước nhanh đáp ghê lắm mà ta. Đưa đứa bé đây nha. Không vô. Ba xu nha, mấy đồng? Ba đồng. Ở bên đây là cờ đúng không? Đó, bây giờ khá là căng đó nha. Mặt não như miên hết rồi. Con chưa? Con đi. Coi giờ hết vô rồi. Nhanh đó, rất là áp lực cái này, áp lực lắm đây này. Nhân trước đáp ghê lắm mà ta kỳ ta. Rồi, đây là một xu nha. À, một xu đấy. Đây, Thủy Long à. Đây, còn một lần đáp rồi, quyết định thắng thua này, đi đâu đây chưa? Còn một lần đáp thôi. Đứng nhanh mức đi, đứng ngay mức à. Bên này dài hơn. Đi. Rồi ok. Cầm chứ thôi. Trời ơi. Một lần đáp thôi, nếu một lần đáp này mà vô đúng hai bên quẹt đúng không? Sẽ là trái tiếp tục chứ là trái lúc nào nha. Bên nào vô bên đó thắng. Vô. Rồi. Còn một lần nữa nha, một lần nữa trái lúc nào nè. Vô chưa, khi nào bên này vô đúng rồi. Bên này đang bước đến trước hả? Bên này nhân vẫn đang đến trước nhờ. Ủa? Vẫn còn mấy xu ngay. Đâu rồi? Vẫn còn một xu sao ấy nữa? Vẫn còn một xu mà. Ở bên kia mấy xu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bên này? 5, 4, 5, 6 xu. Bên này có 5 xu à? Còn một xu đâu? Đâu rồi ơi, thằng này. Thằng này ăn gian luôn đây, chậm lại đây này rồi. Chút tiền thiếu này luôn này, chút tiền thiếu không thiệt à.
Thôi để đây, để đây, chút quyền thi đấu thế rồi. Vậy giờ nếu thắng được xu này là tem này thắng. Thắng luôn rồi, đang nhấn chương luôn. Nếu mà giờ vô cái là thắng luôn. Đánh bỏ. Đi này, đi ra. Đây, trò chơi hôm nay là... Đây, chết rồi, chết rồi, đây. Trò chơi hôm nay là kết thúc rồi mọi người. Đây, bên thắng là bên nào đâu? Bên này bên nào đâu? Rồi, bên nào rồi, thắng bao nhiêu đồng xu rồi đấy. Rồi, 7 đồng xu. Bên này bao nhiêu đồng xu đâu? 5 đồng xu. Rồi, ok, 5 đồng xu. Rồi, bên thắng sẽ là bên nào đâu? 1, 2, 3, chia tay lần nữa. Hôm nay mình xin là kết thúc trò chơi tại đây nha. Chút xíu nữa mình sẽ đi trao giải thưởng đó. Rồi xin phép bye bye mọi người nha. Bye bye. 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 Bye bye.